Rồi, cô cá Hóc Môn kính chào cả nhà nha. Rồi hôm nay mình tiếp tục đi câu cá phi theo mấy cái cống này nha. Đang quay camera cả nhà xem. Đó thì mình cũng câu theo kinh này của hồ Dầu Tiếng, nó đổ nước về nha. Đó, câu theo mấy cống vậy nè. Đó thì giờ này có như anh Phương nè. Đó, ảnh cũng nghe rồi, có anh gì Trùm Gò Mấu, Trùm Gò Mấu nè nha. Có ba Gò Mấu, Trùm Gò Mấu đó, anh Phương. Rồi chúc nó ba anh em mình câu có cá cả nhà quen cho cả nhà xem. Thì mình xài xài cám thì xài cám tanh với cám gà để mình xả thôi nha. Đó, thì câu màu trùng. Rồi anh em chuẩn bị tới chiến. Ông Út bển ông lên cá rồi cả nhà. Mà chưa kịp quay gì hết. Rồi, thôi gỡ luôn. Xuống mồi luôn cả nhà ơi. Cũng còn mỏi bển làm quá. Tét tét vô cống tiên Phương. Tét vô thành luôn. Ừ. Rồi rồi, vậy đó. Rồi thả xuống em. Trời lên nữa hả? Trời ơi, bên kia nó làm quá nha. Bên đây sao mình không ăn, bên kia nó làm liên tục à. Ăn đó nha. Đó, ăn anh Phương. Dứt anh Phương, dứt. Đó, lên nè. Đó, đó, đã chưa? Đó, đã tay không? Vậy mới được chứ. Út bển lên nữa kìa. Út này làm quá không? Làm từ từ không hả? Rồi, tiếp tục luôn. Ăn luôn nha. Đó, lên. Đó. Đó. Lia lịa vậy mới kịp chứ nút chứ. Tao áo cái gì nó làm lia lịa từ từ. Ăn luôn á anh Phương. Ăn rồi, ăn rồi. Không, nó ăn á. Nó ăn á, giật luôn. Chính hả? Kinh nghiệm còn yếu quá, kinh nghiệm còn yếu quá. Cá ăn mà kêu cái nước lùa. Dạ. Ăn luôn á. Ăn luôn nha. Đó. Dứt. Đó. Đó, đã chưa? Nè cho anh Phương có cảm giác bữa mà. Quá ta. Lên lia lịa luôn. Gỡ nó rồi. Từ từ nhé. Chưa tụ cám nhiều đâu. Tại nó mới xả. Thôi ảnh bánh lên cá bự nữa kìa. Bự không? Được à, không bự. Út này làm quá. Anh Phương lên luôn nè. Đó. Ôi lên con này bự nè nha. Qua quen Út ảnh lên luôn, anh cũng tranh thủ. Ăn luôn anh Phương. Dứt. Đó. Chờ đã gì nữa không biết. Ngửa phao lên đẩy còn chờ đợi gì nữa. Ăn luôn á nha. Dứt. Đó. Trời ơi chờ đợi gì nữa không biết.
hút mảnh lên, hút mảnh lên cá bự quái ta. Đây gần nè, đây gần nè, ăn luôn nha. Đó à, có kinh nghiệm rồi, có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm rồi. Ăn luôn nha. Đó. Mỗi lần nó tôi để cái thùng găng này. Dạ. Dở lên cho nhích vô góc tí ăn à. Ừ. Đúng rồi. Ăn luôn nha. Đó, con này bự nè. Chừng cá bự, bự là ăn chậm ăn. Nó ăn chậm hơn cá nhỏ nó ăn lẹo. Cá bự ngâm 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 chút chứ. Ăn nha, đó. Đó, thấy vô rồi. Đó. Cũng không lớn. Đó. Ngon rồi. Giật luôn, rồi rồi đó. Đó. Sao vậy? Trời. Giờ phải cho nó sâu chứ mới ra. Nó bự lắm á. Ừ, lan vòng 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 mà. Ừ, đang ăn. Dính rồi anh. Không. Kỳ hết. Ăn nha, đó. Đây, đây, đó, kéo vô cổng, đó, con này bự nha. Ờ, nút này em chơi, cũng chơi ác thêm câu dính mang, dính đồ không. Phải, tính là anh cao thủ, câu vậy mới nói. Sao kéo vậy mà dính mang ta? Đó, đó, kéo vô cổng nữa, con này cũng kéo vô cổng nữa ta. Chắc dính rồi, đúng rồi. Đó. À, nút ở bên đây còn à, anh Phương ở bên kia cống nha. Ăn luôn nha, đó. Kéo vô một cống này đó. Con nào cũng kéo trong. Rồi dứt. Dứt dính rồi. Đó. Ăn luôn á. Đè vô đó. Ăn luôn nha. Đó. Nó không rút thì giật 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 thôi kìa. Cá lớn á. Đó. Lớn ăn cái đó. Dám dính rồi.
ăn nha. Mày nè, mày nè, đó. Chạy hoài hả? Nó ít lại cái nó ăn nó không có rút bằng nhiều ha, đang nhiều, thả kéo, ăn luôn nha. Rút vô cống. Ăn luôn nha. Chắc dính rồi nó quá. Lấy ạ. Đó. Đó, bự rồi nè. Đó, cái này mới đã chứ sao tí tí giật sao sướng. Ui, dính cá bự à, bên Phương dính cá lớn à nha. Mở cầu chút xíu mỗi lần. Ăn luôn nha. Đó. Đó. Trời ơi con cá. Nó thòn cao. Đúng rồi. Ăn luôn nha. Dứt. Đó. Đó. Phải có cá bự cá nhỏ thấy không? Làm đâu kiếm cá bự hoài được. Đó đó, bên bển nó múc lên con bự kìa. Quằn quằn dữ không múc. Ăn luôn nha. Lấy. Rổn vậy mới được. Thôi. Chị về sao anh đi đâu, đi đi chi nữa. Cá ăn gì đi đâu. Thôi, bển hút lên con bự kìa. Rồi mình đi qua đây cái ông quánh lên lớn à. Cá bự này sợ camera nha ơi. Không, hình như đụng rồi, nãy cá đụng rồi. Nãy đụng nhóm lên tí. Nãy đụng nhóm lên tí. Ăn luôn nha. Kỳ không? Trời lên hoài, bên này không chịu lên, bên đó lên hoài. Ăn nha. Đó. Dứt. Đó. Con cá đỏ chứ cũng được, không nhỏ mấy, không lớn. Ăn luôn nha. Đó đó, từ 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 để cho anh rút cái này. Rồi rồi chưa nha. Dứt không Phương? Dứt. Kỹ ta. Ờ, con bình phao luôn á. Con nó bự. Sao nó ăn vậy? Không dính hay ăn bình phao mà ăn lâu nữa đúng không?
đó. Mấy rồi anh Phương? Mấy rồi? Quê cho nó sâu luôn. Nhóm lên nó ăn luôn á, kệ nó. Nhóm nhẹ lắm các anh luôn. Đó, nhóm nhẹ ăn luôn á nha. Đó, đó, rút vô cống. Dứt Phương dính rồi anh Phương. Đó, cá nhỏ. Ôi. Thứ mấy à? Thứ tư. Rồi bánh múc lên nữa nè. Quá đã. Ăn luôn nha. Đó. Đó. Dứt. Đó, con này bự nè. Cục. Con này bự nè. Đó, rớt đi. Thả lại dưới kinh cho rồng. Cá trống. Này cá trống hả? Cá trống. À nó đỏ vậy hả? Ừ. Ăn luôn nha. Chức lấy đó. Cái trống không? Cái trống không, còn cái trống này đẹp ha. Còn có bông bông nữa. Cá ăn gì cái máy à, thả xuống ăn, thả ăn. Nó kéo trong đó. Lấy. Rồi cá trống nhiều ha. Làm như mơ câu hết cái máy à. Bên Phương lên cá bự nữa nè. Quá đã. Không nhớ nha, tôi bên đó không dính nha. Ăn luôn nha. Đó. Chạy ra. Cái này nghi rồi. Nghi lắm. Dứt. Nghi cái gì mà nghi? Nghi cái gì mà nghi lắm. Chết. Ăn luôn nha. Đó. Kéo vô đó nè. Đây bên ông nước cũng câu vô. Đó, lấy con này. Ừ rồi. Sao cá trống không nè? Ăn luôn nha. Đó. Đó, kéo lúc trong đó là cái nản giật luôn. Nhỏ ăn khó dính dữ luôn. Cá lớn dính rồi.
rỉa nữa. Rỉa không, không rút ha. Còn nhà xíu thì kéo phòng nó không nổi. Được, không đến nổi nhỏ. Đây.
cá mồng nữa. Nó nhỏ nhỏ thôi. Chưa à, vậy là chưa hả? Ừ. Dễ xảy lắm. Ăn luôn nha. Thì vô trong đó nó ăn luôn. Dừa. Ở đó được không? Cỡ này thì được à. Nó mấy kia nhỏ quá. Anh gọi. Tôi kéo anh lên chứ. Mày chạy. Giờ phải chơi chiêu đó mới được. Chiêu ba. Dở nhỉ. Giờ mình phải chơi cái chiêu mà. Xíu xíu cũng làm dí á. Kéo vậy nó nhạy hơn nè. Còn đỏ.
con đỏ, con trắng. Nhỏ lại đậu cá nè. Rồi, đó, rồi con út, rút quân luôn. Rồi, thành quả con út đây. Rồi, cỡ nửa thùng mà chưa được đầy thùng nha. Chưa, nửa thùng. Rồi, thôi rút lên. Đây thành quả của anh Phương luôn. Rút luôn ở nhà đây. Chiều ơi, chiều ơi. Chiều rồi. Ồ, anh đục quá trời luôn nha. Cá bự không chứ không? Rồi đó, như đó nước được rồi. Rồi, rút luôn nha. Rồi, nay anh cũng một giỏ luôn. Cá bự cũng nhiều quá nha. Rồi, thôi mấy anh em mình rút luôn.